Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 3 Mật mã thành công được tiết lộ Đã bao giờ bạn để ý thấy rằng Chỉ cần một ý tưởng duy nhất thôi Cũng có thể thay đổi cả một cuộc đời Một buổi tối ngày 20 tháng 10 năm 1997 Tôi vô tình khám phá ra điều thay đổi của cuộc đời mình Kể từ đó trở về sau Hàng vạn người trên khắp thế giới Cũng áp dụng phát hiện của tôi Vào cái đêm hôm đó Để thay đổi cuộc đời họ đêm mùa thu định mệnh ấy tôi đang tham dự một hội thảo về chứng rối loạn ăn uống bà còn nhớ tôi đã từng kể với bạn là tôi làm nhiều nghề khác nhau sau lần tốt nghiệp đại học đầu tiên chứ và một trong những việc đó là vũ công ba lê sau nhiều lần tham gia biểu diễn với các đơn vị ba lê chuyên nghiệp trên toàn quốc tôi quyết định quay lại trường đại học để hoàn tất những chứng chỉ nghiên cứu về tôn giáo vào buổi sáng của cái đêm mà tôi khám phá ra điều thay đổi cuộc đời tôi nhìn thấy tấm bảng của một cửa hàng bản sách tại địa phương giới thiệu về buổi hội thảo về chứng rối loạn ăn uống được tổ chức ngay tối hôm đó mặc dù chưa bao giờ tôi mắc phải cái căn bệnh này nhưng rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi đều đã khổ sở vì nó vì vậy tôi quyết định tham gia buổi hội thảo để tìm hiểu tại sao người ta lại đối xử với bản thân họ tồi tệ như vậy trong buổi hội thảo vị diễn giả miêu tả lý do tại sao rất nhiều người thông minh sáng tạo tài năng nhạy cảm đa phần là những phụ nữ trẻ lại mắc phải những chứng rối loạn ăn uống và bỏ ăn cô nói vấn đề không nằm ở dinh dưỡng hay ở việc chỉ dẫn cho họ loại thực phẩm nào nên ăn sau quá trình tiếp xúc với hàng ngàn người tại phòng khám cô kết luận người bị rối loạn ăn uống không muốn tồn tại trên trái đất này về bản chất người ấy muốn biến mất muốn tự trừng phạt mình vì họ suy nghĩ vô cùng tiêu cực về bản thân của mình. Khi vị diễn giả tiếp tục miêu tả, những người không màng đến chuyện ăn uống, tôi sững sốt nhận ra, cô ấy đang miêu tả tôi một cách chính xác. Cô nói rằng, những người nhịn đói là những người thông minh, sáng tạo, tài năng và tràn đầy động lực. Đúng, đúng đúng, rất đúng. Họ thường là những học sinh xuất sắc và đạt thành tích cao ở trường. Đúng luôn họ cực kỳ nhạy cảm với nhu cầu của người khác và đặt nhu cầu cảm xúc của người khác lên trên bản thân mình đúng hết sau đó cô nói rằng những cá nhân này bằng lòng với những mảnh bánh vụn vặt trước khi những người xung quanh được ăn uống thỏa thích no say mặc dù tôi biết điều này không đúng trong khoảng ăn uống tôi thích ăn lắm nhưng tôi tự nhủ nếu suy luận ra là mình đang bằng lòng với những mảnh vụn cuộc sống trong khi mình liên tục giúp đỡ người khác tiến lên về phía trước, thậm chí gây hại cho bản thân mình thì sao? Khoan đã, tôi nghĩ, tôi đang bằng lòng với những mảnh vụn trong cả cuộc đời mình. Đó là lúc tôi bình tĩnh và lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Hội chứng nhìn thành công Khi bạn về việc nhịn đói hoặc rối loạn ăn uống như chứng biến ăn và cuồng ăn, chúng ta thường ám chỉ những hành vi liên quan đến thức ăn. Lấy ví dụ, khi một người bị cho là mắc bệnh biến ăn, hành vi tiêu biểu của họ là chán ghét hoặc tránh xa thức ăn. Khi một người mắc chứng cuồng ăn, điều đó đồng nghĩa với hành vi ăn uống vô độ rồi tống hết tất cả những thức ăn ra ngoài, nhồi nhét thức ăn đầy vào bụng và sau đó tìm cách ói ra. Cho đến thời điểm đó, chưa một ai thắc mắc liệu chứng bệnh ấy có khả năng gắn liền với bất kỳ một điều gì khác ngoài thức ăn hay không? Tôi cho là người ta đinh ninh rằng, ngoài thức ăn ra, con người còn có thể hấp thụ được cái gì khác nữa, nên còn nhìn cái gì được nữa đây? Nhưng lúc ấy, tôi chợt ý thức được rằng, mình đang tự hài lòng với những mẫu bánh vùng của cuộc sống. Tôi phát hiện, vẫn còn một thứ khác mà con người có thể nhìn được, và điều trước giờ không ai nhận ra này, đang ảnh hưởng tiêu cực đến hàng chục triệu người khác. Cái mà trước đây chưa ai nghĩ đến, là con người chúng ta có thể nhìn thành công. Hãy suy ngẫm về điều này một chút. Phụ nữ, từ lúc lịch sử loài người bắt đầu, đã được dạy rằng giá trị của họ nằm ở cơ thể của họ. Dù nói như vậy, về mặt chính trị là hoàn toàn sai lầm. Nhưng trên thực tế, trải qua phần lớn chiều dài của lịch sử văn minh nhân loại, phụ nữ bị đối xử như vật sở hữu để buôn bán hoặc là dùng vào mục đích cưới sinh và sinh đẻ. Nhưng bạn chớ có lầm nhé giá trị của một người phụ nữ không nằm ở cơ thể của cô ấy tuy nhiên từ những ngày đầu tiên phụ nữ đã được dạy bảo rằng một cách ám chỉ hoặc là công khai rằng giá trị của họ đến từ cơ thể của họ vậy hãy giả sử bạn có một con người từ những thời khắc đầu tiên của lịch sử và được giao tiếp rằng giá trị của cô ấy nằm ở cơ thể dù điều đó không đúng nhưng cô ấy được dạy như thế giả dụ thêm là người này có lòng tự trọng vô cùng thấp và một ý thức cực thấp về giá trị bản thân thế là bây giờ bạn có một con người tin giá trị của cô ấy đến từ cơ thể mình cộng thêm mức độ nhận thức thấp lè tè về giá trị bản thân chẳng phải mọi thứ trở nên hoàn hảo và có lý khi người này hành hạ cái phần mà cô ta được bảo rằng mọi giá trị của mình nằm ở đó hay sao cụ thể là cơ thể của cô sao và nếu bạn trừng phạt bản thân mình một cách vô thức thì chuyện nhịn ăn không có gì là đáng ngạc nhiên đúng không chỉ trong vài dòng tôi đã cho bạn thấy nguyên nhân khiến một người mắc chứng rối loạn ăn uống tôi biết không một phụ nữ nào đọc quyển sách này lại được dạy rằng giá trị của bạn đến từ cơ thể của bạn theo đúng nghĩa đen nhưng nếu bạn tình cờ có mặt trên hành tinh này và là phụ nữ bạn không thể tránh khỏi tác động của niềm tin này đơn giản là vì nó đã tồn tại từ rất nhiều thế hệ Điều này dẫn chúng ta đến giới tính đối nghịch. Đó chính là đàn ông. Đàn ông được dạy giá trị của họ đến từ đâu? Kể từ thở sơ khai của lịch sử nhân loại, đàn ông đã nhận được thông điệp rằng giá trị của họ đến từ những gì họ sở hữu, chức vụ, công việc, tài sản, cổ phần, tài khoản ngân hàng. Tôi gọi những thứ này là vật chất. Dù nói điều này về mặt chính trị cũng thiếu sáng suốt, nhưng trên thực tế, đàn ông được đánh giá gần như chỉ dựa trên khối tài sản của họ hoặc là có khả năng kiếm được nuôi sống gia đình dĩ nhiên giá trị của một người đàn ông không đến từ đây đây chỉ là những gì mà người ta dạy hay là nói cho nam giới biết vậy thử tưởng tượng một người từ bé đã luôn được bảo rằng giá trị con người không đến từ cơ thể mà từ những tài sản vật chất anh ta sở hữu dù theo điều này không đúng nhưng đây là những gì mà anh ta được dạy tiếp theo ta giả sử rằng người này có thái độ rất tiêu cực về bản thân kết quả là bây giờ bạn có một người luôn được bảo rằng giá trị của anh đến từ vật chất thêm vào đó là một ý thức rất thấp về giá trị của bản thân thế thì chẳng phải rất hợp lý khi người này sẽ hành hạ cái phần mà anh ta được dạy rằng giá trị của mình bắt nguồn từ đó hay nói cụ thể hơn là những tài sản vật chất anh ta sở hữu và nếu như bạn tự trừng phạt mình về mặt vật chất một cách vô thức chẳng phải việc bạn sẽ nhịn thành công cũng chẳng còn gì để bàn hay sao căn bệnh không tên tôi vừa chỉ cho bạn thấy nguyên nhân gây ra một thứ mà trước giờ bạn chưa bao giờ nghĩ tới bởi trước đây nó chưa từng được đặt tên bởi trước đây chưa một ai nhận thức được sự tồn tại của nó và nó được gọi là hội chứng rối loạn thành công rối loạn thành công là gì? Đó là một khi một người mang niềm tin tiêu cực sâu sắc về bản thân mình, mà tôi gọi là hình ảnh tiêu cực. Và một cách vô thức, họ có những hành vi cho thấy họ không muốn thành công hoặc là tránh né thành công. Tôi biết điều này nghe thật là điên rồ. Ngoài trừ việc hàng chục triệu người trên hành tinh này đang hành động tương tự, chẳng qua là họ không có ý thức được điều mà tôi đã nói. Vào lúc 8 giờ 20 tối ngày 20 tháng 10, năm 1997, tôi trở thành người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của một căn bệnh mà tôi đặt tên là hội chứng nhịn thành công. Nhờ vậy mà tôi còn nhận ra rằng hành vi nhịn có thể gắn liền với những thứ khác chứ không chỉ riêng gì thức ăn và rằng hàng chục triệu người trên thế giới này đang nhịn thành công mà không hề biết nói gì đến chuyện giải quyết vấn đề. Đó là lúc tôi biết rằng Tôi cần phải thông báo tin này cho hàng triệu người khác giống như tôi. Những người đang tránh né thành công một cách vô thức, dù họ hoàn toàn đủ khả năng đạt được nó. Và đó chính là thời điểm mật mã thành công ra đời. Trong hơn 50 năm trở lại đây, số lượng nữ giới bước vào chốn công sở nhiều chưa từng thấy. Trên thực tế, nữ giới còn áp đảo có nam giới về mặt số lượng xét trên tổng lực lượng lao động và nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh hiện cao hơn đàn ông. Bạn có đoán được điều này có ý nghĩa như thế nào đối với phụ nữ thời hiện đại không? Bên cạnh việc được dạy bảo rằng giá trị của họ xuất phát từ cơ thể, ngày nay họ còn biết được rằng giá trị ấy nằm ở tài sản vật chất mà họ kiếm được. Thế nên, phụ nữ ngày nay phải đối mặt với hai áp lực song song. Họ phải trông hoàn hảo, áp lực về ngoại hình, thước đo truyền thống dành cho phái yếu, đồng thời phải có sự nghiệp hoàn hảo và nuôi gia đình áp lực về mặt vật chất, thước đo truyền thống dành cho phái nam. Bạn hãy nhớ cho, những áp lực này không ai nói ra vì lý do tế nhị, nhưng chúng vẫn lẫn quẩn ở đâu đó, chưa bao giờ được đề cập một cách công khai. Nhưng chúng luôn luôn ở đó và đang tác động đến hàng triệu phụ nữ lẫn đàn ông trên khắp toàn cầu, mặc dù chỉ có rất ít người ý thức về chúng. Điểm mấu chốt ở đây là phụ nữ thời nay có thể nhịn ăn và nhịn cả thành công cơ nhiều học viên nữ tìm đến tôi và xin giúp đỡ bởi vì họ đang ngăn bước thành công của chính mình và sau đó bảo tôi rằng tại một thời điểm nào đó trong đời tôi đã mắc chứng biến ăn hoặc là cuồng ăn cho dù có thể bạn chưa bao giờ trải qua triệu chứng rối loạn ăn uống nào nhưng nếu như bạn là phụ nữ thì có thể bạn đang phải đương đầu với những áp lực vô hình của cuộc sống hiện đại hai sự thật Alex Mandostrian, nhà sáng lập của công ty xuất bản Horista House Publishing và là một trong những cố vấn đầu tiên của tôi. Thường nói có hai sự thật trong cuộc đời này. Thứ nhất, mọi người đều có tiềm năng. Và thứ hai, cho đến nay chưa ai phát huy được tối đa tiềm năng đó. Nhưng tại sao lại như vậy? Sau khi làm việc với hàng ngàn người trong các buổi hội thảo và chương trình tư vấn Tôi nhận ra rằng, trong khi con người chúng ta sợ việc không được là chính mình, thì điều chúng ta có xu hướng e sợ hơn là việc được là chính mình. Nellie Jordan Watch, bạn của tôi và cũng là tác giả của bộ sách Conversation with God, Đối thoại với Thượng Đế. Và diễn ra điều này một cách thực tinh tế khi nói rằng, từ thần nguyên thủy, tất cả những gì chúng ta mong muốn là yêu thương và được yêu thương rồi cũng từ thuở ấy ta đã làm mọi cách để không phải yêu thương và không được yêu thương đó là lý do tại sao mục đích của quyển sách này là trao cho bạn cái quyền được là chính mình quyền được thành công vậy làm thế nào bạn giành được nó nếu như hiện giờ bạn không có nó đơn giản lắm tất cả những gì mà bạn cần là làm theo bí quyết của những người thành công hạnh phúc trên thế giới đang thực hiện một cách vô thức vì thành công đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ, dễ dàng như lúc bạn hít thở hoặc là lái xe. Sau cùng, bạn sẽ nhận ra cuộc đời tuyệt vời biết bao nhiêu và chân của bạn không còn đặt trên bàn đạp thắng nữa. Gặp gỡ, gỡ, gỡ. nhóm 3% Tôi muốn giới thiệu bạn đến với một nhóm người rất đặc biệt. Trên thực tế, thì bạn đã nhìn thấy những con người này trên truyền hình hay là phim ảnh và chắc chắn là bạn đã từng thấy họ trên sân khấu nhận hết giải thưởng này đến giải thưởng khác tại các lễ tổng kết hàng năm của công ty họ là những con người thành công bậc nhất họ sở hữu hầu hết tiền tài hạnh phúc niềm vui sự an bình sức khỏe và các mối quan hệ đầy yêu thương nói cách khác họ nắm trong tay phần lớn những thứ mà con người chúng ta mong muốn khi đi qua cuộc hành trình mang tên cuộc sống vui lòng lưu ý trong quyển sách này tôi đang nói đến những người có đời sống mãn nguyện và thịnh vượng cái mà tôi gọi là hạnh phúc và giàu sang có rất nhiều người sở hữu hàng đống gia tài nhưng không hạnh phúc cũng có những người khánh kiệt nhưng hạnh phúc mặc dù số này không nhiều cho lắm nhưng tôi quan sát thấy trong khi đa số mọi người tin rằng bạn chỉ có thể hoặc hạnh phúc hoặc là thành công thì vẫn còn một bộ phận nhỏ tin rằng mình có thể đạt được cả hai điều ấy Tôi gọi những người đặc biệt này là nhóm 3%. Tại sao? Có lẽ bạn đã từng nghe về nguyên tắc 80 trên 20. Được biết đến với cái tên khác là nguyên tắc Pareto. Nghĩa là 80% kết quả của bạn đến từ 20% nỗ lực của bạn. Nhưng trong xã hội ngày nay, dường như chúng ta đang có cái mà tôi gọi là luật 97 trên 3. Nghĩa là 3% dân số thế giới nắm giữ hầu hết toàn bộ tài sản trên trái đất, trong khi 97% còn lại phải đấu tranh để sinh tồn. Dữ kiện này có thể không chính xác tuyệt đối và cứng nhắc, nhưng hãy nhìn quanh và bạn có thể tự mình kiểm chứng. Hãy quan sát mọi người trong công ty của bạn và bạn sẽ thấy cùng một, hai hoặc năm nhân viên kinh doanh đó luôn luôn, luôn luôn gặt hái thành tích cao nhất, trong khi những người còn lại thì không bao giờ. Hãy suy ngẫm về một mối quan hệ cá nhân và bạn sẽ nhận thấy chỉ có một vài cặp đôi đang tận hưởng hôn nhân hạnh phúc trong khi số còn lại thì không hãy nhìn quanh khu mua sắm và đếm xem có bao nhiêu người có hình thể đẹp và khỏe mạnh bao nhiêu người ngược lại hãy nhìn ra thế giới và sẽ không khó để phát hiện chỉ một phần nhỏ dân số thế giới được cho là có tài sản còn lại là những người không có hoặc may mắn hơn không có nhiều cho lắm bạn có thể kêu lên thật không công bằng tiền bạc của cải sức khỏe hạnh phúc nên được chia đều cho tất cả mọi người bạn nói đúng nên là như thế và thật ra đã là như thế chỉ có điều là một số ít người lựa chọn nắm giữ chúng và sử dụng chúng một cách đúng đắn mà thôi những con người may mắn hiếm hoi ấy là nhóm 3%. phần trăm nhưng đây là bí mật lớn nhất của họ bạn cũng có thể là một người trong nhóm ba phần trăm chỉ khi bạn học hỏi và làm theo bí quyết của họ. Chỉ có điều. Tôi biết bạn sẽ thốt lên. Thấy chưa? Biết ngay là có vấn đề mà. Đúng thế. Quả thật là có vấn đề. Nếu bạn tin rằng hầu hết tiền tài, sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui, tình yêu, cơ hội, hay nói ngắn gọn, tất cả những gì mà con người mong muốn đều do 3% dân số thế giới kia nắm trong tay, thì bạn cần biết một điều. Chẳng ai nắm giữ cái gì ở đâu cả. Chẳng ai có thể tước đoạt tình yêu, tiền bạc hay là cơ hội khỏi tay bạn. Cũng như không ai có thể ngăn bạn phát huy được tối đa tiềm năng của mình. Vấn đề nằm ở năng lực cho phép bản thân thành công một cách vô thức. Nói thế nghĩa là gì? Khi bạn thử làm một điều gì đó mới mẻ, chập chững tập đi, cột dây dày, lái xe hơi, kiếm một triệu đô la, kiếm một trăm triệu đô la, bạn đều phải trải qua bốn cấp độ năng lực như sau không có năng lực trong vô thức bạn không biết là bạn không biết không có năng lực trong nhận thức bạn biết là bạn không biết năng lực trong nhận thức bạn biết là bạn biết năng lực trong vô thức bạn thực hiện điều đó mà không cần phải ý thức suy nghĩ lấy ví dụ về việc lái xe hơi bạn có nhớ lần đầu tiên mình ngồi vào chiếc xe khi còn bé không tôi thì chắc chắn là không rồi tôi không nhớ mình đã từng nghĩ nhầm ô sau này khi mình lớn lên và cao hơn bàn chân nhỏ của mình có thể chạm đến bàn đạp không biết cảm giác lái xe này nó như thế nào nhỉ mà người ta gọi cái này là là cái gì nhỉ vấn đề ở đây là bạn được người khác chở đi trừ khi là cha mẹ cho phép bạn lái xe khi bạn còn là một đứa bé ẩm ngựa. Trong trường hợp đó, thì tôi và bạn cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau. Và ý nghĩa lái một chiếc xe chưa bao giờ xuất hiện trong đầu bạn. Tại sao ư? Trời ơi! Vì lúc đó, bạn chỉ mới là một đứa trẻ. Sau đó, khi bạn khoảng cho là 12 tuổi, bạn bắt đầu nghĩ, cha, người lớn gọi cái thứ lạ lùng này là xe hơi. Nó có thể đưa ta đến bất kỳ một nơi nào mà ta muốn, vào bất cứ khi nào. Trong khi mình thì chỉ có cái xe đạp mà xe đạp thì đâu được phép chạy trên đường cao tốc nên mình không thể đi xa được. Mình nghĩ là mình muốn có một chiếc xe hơi. Và suy nghĩ tiếp theo của bạn là làm thế nào mình làm được chuyện đó bây giờ nhỉ? Rồi bạn phải chờ thêm khoảng 3 hay là 4 năm nữa trước khi người lớn cho phép bạn được lái xe và bạn nghĩ, tốt hơn rồi. Bây giờ mình có thể đi đến nơi mình muốn bất cứ khi nào mà mình muốn và chẳng phải nghe lời ai nữa thật ra bạn cũng không đúng cho lắm nhưng dù sao đi nữa bạn đang đi đúng hướng còn giờ thì sao bạn đang lái chiếc xe hơi và xe bán tải hay là xe tải hay là xe thể thao của bạn nói chuyện qua điện thoại nhấp cà phê trang điểm nhìn những người tài xế xung quanh dò đài phát thanh suy nghĩ về cuộc họp tiếp theo và can ngăn mấy đứa con thôi không chọc kẹo nhau nữa tập xe vào lề và à đúng rồi lái xe sau ngần ấy năm chờ đợi vào chờ đợi cuối cùng bạn đã lái xe hơi một cách vô thức giờ đây khi đang lái xe bạn có bao giờ nghĩ rằng về những năm tháng chờ đợi chờ đợi và chờ đợi đó không dĩ nhiên là không cho đến khi tôi gợi lại lần cuối cùng bạn nghĩ về những năm tháng dài dằng dặn ấy và cho đến khi bạn có thể lái được chiếc xe hơi là khi nào không bao giờ sống trước tiên là khám phá con người thật của bạn. Còn thực hiện chính là hành động theo con người thật của bạn. Khi kết hợp lại, sống và thực hiện sẽ cho phép bạn phát huy tối đa tiềm năng của mình và thành công. Làm cách nào ta đạt được điều đó? Hãy thực hiện 7 bước mật mã thành công. Lúc đầu, có thể bạn đang tự hỏi tại sao mật mã thành công lại là bí mật? Tại sao không phải ai cũng biết về mật mã thành công? Tôi tin rằng nó đã là bí mật trong một thời gian dài vì mật mã này không thể được tìm thấy trong thế giới ý thức của những người đòi hỏi và áp lực mỗi ngày mà nó nằm ở bên trong và cần có một góc nhìn mới về hiện tượng mà ta gọi là thành công tại sao tôi nên làm theo mật mã này hẳn bạn đang thắc mắc như thế trên thực tế não bộ của bạn không thể nào không đặt ra câu hỏi này bạn còn nhớ cán cân của thành công chứ Vậy nên bây giờ, chúng ta hãy thành thật với nhau. Khi làm việc với hàng ngàn người trong các buổi hội thảo và tư vấn, sau đây là một số lợi ích chủ chốt lý do nên mà tôi nhận ra nơi học viên khi họ bắt đầu áp dụng mật mã. Thứ nhất, bạn sẽ loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực đang cản bước thành công của bạn. Thứ hai, bạn sẽ cho phép mình kiếm được nhiều tiền hơn. Thứ ba, khả năng bán hàng hay là tuyển dụng nhân sự của bạn sẽ được cải thiện. Thứ tư, bạn sẽ tận hưởng được các mối quan hệ tốt đẹp với bản thân và với những người xung quanh. Thứ năm, tăng cường cảm giác tự tin một cách tự nhiên. Thứ sáu, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác hạnh phúc, gắn bó, vui vẻ, nhiệt tình và yêu thương nhiều hơn. Thứ bảy, bạn sẽ bắt đầu biết và sống một cuộc đời ý nghĩa trên trái đất. Dẹp bỏ tư duy tiêu cực khi bạn áp dụng mật mã lợi ích lớn nhất mà bạn trải nghiệm và cũng là lời hứa của quyển sách này là bạn sẽ loại bỏ được nguyên nhân gây nên hội chứng tự hủy hoại bản thân sợ thành công và chân đạp trên bàn thắng tôi muốn bạn hiểu một điều cực kỳ quan trọng ở đây hành vi tự hủy hoại bản thân đang cản bước thành công của bạn chính xác là hành vi hành vi là hệ quả của một nguyên nhân nào đó bạn không tự nhiên làm việc gì mà không có lý do cụ thể Nguyên nhân thực sự của tất cả các hành vi con người chính là cái lý do nên và không nên của bạn. Nó dẫn đến một trong những nguyên lý cơ bản trong cách tiếp cận của tôi, mà bản thân nguyên lý này biểu trưng cho sự chuyển biến trong lĩnh vực phát triển bản thân. Bạn không nên thay đổi hành vi nếu chỉ dừng lại ở mức độ hành vi. Để tôi lấy ví dụ, nếu bạn đủ tuổi để đọc một quyển sách này, có lẽ hàng ngày bạn đều đi tắm trước khi đi làm tới trường hay khởi đầu một ngày mới tại sao bởi bạn không thích cảm giác khi bạn không tắm tuy nhiên bạn vẫn có thể nếu muốn không tắm trước khi ra khỏi nhà tại sao không có lẽ chưa bao giờ bạn nghĩ đến câu hỏi đó đúng không tại sao bạn không làm thế chính xác lý do khiến bạn đi tắm để khởi đầu một ngày mới vốn là thói quen trong tiềm thức trên thực tế cho đến thời điểm này bạn chưa nghĩ đến việc không tắm vào buổi sáng bởi bạn đã làm điều đó quá lâu bây giờ liệu bạn có thể đi tới sở làm mà không tắm được không dĩ nhiên là được vậy tại sao bạn lại tắm bởi bạn không thích cảm giác khó chịu của bản thân và cả cái nhìn không mấy thiện cảm từ đồng nghiệp vậy bạn đã có lý do cho việc nên tắm và không nên tắm hai luồng suy nghĩ này hợp thành lý do nên tắm trước khi đi làm cực kỳ mạnh mẽ và hoàn hảo nhưng như đã đề cập nếu bạn muốn bạn vẫn có thể đến cơ quan mà không tắm nhân thiện tôi cũng khuyến khích chuyện này và đồng nghiệp của bạn chắc cũng không thích đâu hay nói cách khác bạn biết rõ là cách không tắm trước khi đi làm tuy nhiên bởi lý do nên tắm thuyết phục hơn là lý do không nên tắm vì thế bạn có xu hướng tắm trước khi đến công sở đó là lý do tại sao bạn biết cách thực hiện một điều gì đó nhưng lại không bao giờ cho phép bản thân mình làm điều đó và đó là nguồn cơn của lý do nên luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn chiến thắng phương pháp. Không dừng lại ở hành vi. Chúng ta đã biết, việc ta tự cản bước đường thành công của chính mình nằm ở vấn đề lý do nên và không nên. Và bạn không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề lý do bằng một giải pháp về cách làm. Trước khi mật mã thành công ra đời, mọi nỗ lực giải đáp thắc mắc từ xa xưa làm thế nào để nhấc chân ra khỏi bàn đạp thẳng? Chỉ dừng ở mức độ hành vi. Như chúng ta đã thấy trong ví dụ về việc tắm trước khi đi làm. Bạn không thể nào giải quyết một vấn đề hành vi nếu chỉ dừng lại ở mức độ hành vi. Bạn phải đào sâu xuống bên dưới hành vi và tìm đến lý do nên, không nên tìm ẩn của nó. Và đó là những gì mà mật mã thành công chứa đựng. Và đó chính là bí mật mà giờ đây tất cả chúng ta đều có thể cùng nhau học hỏi, chỉ cần áp dụng mật mã mà thôi. Điều thực sự tuyệt vời về mật mã là bạn không thể nhìn thành công một khi đã làm theo bảy bước mật mã. Nếu bạn không làm theo bảy bước mật mã, tôi không thể hứa hẹn với bạn điều gì cả. Thực ra tôi dám hứa với bạn một điều, bạn sẽ còn đạp thắng dài dài. Hệ thống mà tôi sắp chỉ cho bạn không phải là ma thuật. Bạn không thể đơn thuần đọc quyển sách này đặt nó xuống rồi nói xong mình đã giải quyết được mọi chuyện kiểu như bạn đọc sách hướng dẫn cách dọn dẹp văn phòng rồi ngồi yên đó chờ cho mọi thứ tự nhiên xảy ra được vậy thì quá tốt phải không bạn phải hành động vấn đề là nếu bạn thực hiện chính xác 7 bước mật mã bạn sẽ không còn ngăn trở thành công của chính mình hãy làm theo mật mã và bạn sẽ quên đi hành vi tự hủy hoại mình mãi mãi Tôi không nói suông để động viên tinh thần của bạn. Những điều tôi nói ở đây đều dựa trên kinh nghiệm cá nhân tôi sau hàng vạn lần tiếp xúc với các học viên trong các buổi hội thảo và chương trình huấn luyện. Bây giờ, bạn đã biết mình sẽ được gì nếu như làm theo mật mã và bạn biết mình phải hành động để gặt hái những lợi ích đó. Và đây là lúc tôi tiết lộ cho bạn bảy bước của mật mã thành công. Kim tự tháp cho phép. Thứ nhất, câu hỏi trao quyền thứ hai gương yêu thương và neo chuẩn mực thứ ba hệ thống hỗ trợ thứ tư vùng không có mục tiêu và phẫu thuật thay thế mục tiêu thứ năm bạn đang cố bảo vệ ai thứ sáu đi tìm câu trả lời không của bạn thứ bảy đi tìm lý do của bạn bảy bước này rất đơn giản dễ hiểu nhưng đòi hỏi nỗ lực để tiến hành. Bắt đầu với bước 1, bạn sẽ từ từ tiến dần lên kim tự tháp cho phép. Tái lập trình, tiềm thức để lý do không nên, không còn cản bước bạn vươn đến thành công và hạnh phúc. Bước 1 là những câu hỏi trao quyền, giúp thay đổi ngay lập tức những thói quen, suy nghĩ trong vô thức của bạn từ tiêu cực thành tích cực. Sử dụng câu hỏi trao quyền, bạn sẽ gặt hái được những gì mà mình mong muốn, nhanh gấp hai lần với phần nửa nỗ lực. Ở bước hai, gương yêu thương và neo chuẩn mực, bạn sẽ học cách có được sự hỗ trợ vô điều kiện trong cuộc sống, sự nghiệp và các mối quan hệ. Đây là bước quan trọng nhất trong tiềm thức mà nhóm 3% sử dụng. Nếu không có nó, bạn sẽ không bao giờ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Bước ba là hệ thống hỗ trợ, cũng giống như căn nhà hay cơ thể của bạn, Cuộc sống và công việc kinh doanh của bạn cần có những hệ thống hoạt động hiệu quả để mang đến thành công tối đa với nỗ lực tối thiểu. Bước 4. Giải quyết câu hỏi khó nhằn Kết hợp mục tiêu và cuộc sống của bạn như thế nào? Trong vùng không mục tiêu, bạn sẽ biết những mức độ cần thiết của việc thư giãn nhằm phục vụ sức khỏe, tiếp thêm sức khỏe cho bản thân mình. Trong phẫu thuật thay thế mục tiêu, bạn sẽ khám phá xem liệu mục tiêu đặt ra có thực sự là của bạn hay bạn đang vay mượn của ai đó? Bước 5 là một câu hỏi mà có lẽ trước giờ bạn chưa từng thắc mắc. Tôi đang cố bảo vệ, trừng phạt hay là làm hài lòng ai? Nhiều người khi thực hiện bước này đã nhận ra họ đang kiềm chế thành công của bản thân mình một cách vô thức nhằm bảo vệ và trừng phạt một người nào khác. Khi được giải phóng khỏi những vật cản tiềm ẩn này, họ chứng kiến mức độ tăng trưởng phi thường cả về thu nhập lẫn sự thanh thản trong tâm trí cực kỳ nhanh chóng. Bước 6. Đi tìm câu trả lời không của bạn. Nhiều người quên bản câu trả lời không của họ, hay chính xác hơn là họ mất đi những khả năng nói không với người khác. Khi bạn lạc mất câu trả lời không, bạn trở thành tấm thảm chùi chân của người khác. Đồng nghĩa với việc ước mơ và khát vọng của bạn bị gạt sang một bên. Tôi sẽ chỉ cho bạn một cách đơn giản nhưng hiệu quả để đi tìm câu trả lời không cho chính mình, để ước mơ cũng trở nên quan trọng như ước mơ của bất kỳ ai khác. Và cuối cùng bước bảy, đi tìm lý do của bạn, quan tâm đến sứ mệnh và mục tiêu sống của bạn, lý do nên có nghĩa cao nhất đối với bạn. Nếu hết mọi người không biết lý do tại sao mình có mặt trên trái đất, điều này dẫn đến cảm giác thất vọng, tức giận và chán nản đến tuyệt vọng cùng cực. Khi bạn tìm thấy lý do của mình và hoàn thành toàn bộ bảy bước, bạn sẽ trở thành một người thuộc nhóm trăm bởi bạn sẽ là một trong số rất ít người không những biết được mục đích sống của mình mà còn có đủ công cụ để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn cho chính mình và cho người khác. Bạn đã sẵn sàng để nhấc chân ra khỏi bàn đạp thắng và bay cao chưa? Quý vị và các bạn, vừa theo dõi xong nội dung của chương 3, mật mã thành công được tiết lộ